Hải Yến, mình là Hải Yến đấy chứ. Chị Hảo. Xin chào mọi người, mình là Hải Yến đây, mình là Hải Yến Trần. Bún cá là ngon định ngon nhất. Bún chả cá không có cá. Ngon không em ơi? Cá đi em. Ngon lắm ạ. Em vui chén với thằng cân mặt với em. Hello cả nhà VBS. Xin chào. Các bạn có cảm thấy là hôm nay đi Gemina có vui không? Có ạ, đẹp tuyệt vời ạ. Đẹp tuyệt vời. Mà đến đấy là làm cái gì? Đến đấy làm cái gì? Em chỉ đến nghỉ dưỡng ở villa. Bọn em được bao ăn ba bữa. Bao ăn ba bữa rất là ngon, đồ ăn ngon tuyệt vời. Mọi người cũng quan tâm nữa. Không thể điều gì mà không thể chê được đâu. Còn thiếu một người. Từ lúc xuống sân bay đến chuyển nhà đều có xe buýt chở hết. Anh đó đã tận tình của mọi người và hôm nay tình cờ gặp hai anh chị được ăn. Để tôi bốc tiếp cho. Ăn bưởi. Ăn bưởi nữa. Chúc mọi người ăn ngon miệng nha. Thế là ngày mai mọi người lại đi đi Leipzig, đi show đúng không? Vâng. Gemina là Gemina gọi là thiên về đời sống xã hội. Xưa là kiểu hoạt động khác ấy. Ông chủ nhà hàng đãi cho bao nhiêu? Bảo đẹp trai. Chúc ăn ngon miệng nha. Chúc mọi người ăn ngon miệng. Ta bước qua dẫu cuộc đời này chẳng bao la, ngày mai sẽ tốt thôi mà. Bao mây mù răng, sao nếu chân ta bước xích ba lâu mà đi. Nhìn thật xa, để lại phía cuối con đường.